Rồi hello anh em nè, nó tiếp tục em lên sóng một mẫu Bentley 110 nha anh em. Bentley 110. Đó, Bentley 110 trắng đen ha. Bữa em lên một con Bentley 110 cũng là 110 cũng vẫn trắng đen. Nhưng mà con đó là 2 tháng tay nha anh em, 2 tháng tay nha. 2 tháng tay đi 4 mảnh, nó giá 38 triệu nha anh em. Con đó là mặt hàng đồ chơi cho anh em. Còn con này hôm nay em bán một cái giá cực sốc cho anh em luôn. Vẫn là một Honda 110 nhưng mà thắng chân nha anh em. Nè, thắng chân nè. Đó, Honda 110 thắng chân. Đó, ba ga sao to đùng luôn anh em. Đó, Bentley 110 thắng chân. Đó, và em bán một cái giá cực kỳ yêu thương cho anh em. Cái con kia 110, 2 tháng tay, 4 mảnh, Honda 38 triệu. Con này Honda Bentley 110 thắng chân, xe nội địa Nhật xe trơn. Nó và em bán một cái giá cực kỳ yêu thương cho anh em nè, rẻ một con 50 nữa anh em. Con 50, cái con 50 mà Bentley á, Bentley 50 á, nó tầm 22 23 triệu. Còn riêng con 110 này nè, em bán 20 triệu. 20 triệu nha anh em. Đó. Xe này là nguyên một con nội địa Nhật vậy ha, con này đắt 27 nha anh em. Đắt 27 nha. Vỏ trước sao đẹp nè, cái con này nè, nó bị cắn ở đây lúc này anh em. Nhưng mà em đã xử lý rồi rồi, nó liền lạc lại cho anh em hết rồi. Nó xử lý liền lạc lại anh em nên anh em bán giá 20 triệu nha anh em. Cái con thắng chân này nè. Cái máy nó mình không có so sánh được với thắng tay anh em, vì giá thắng tay nó gấp đôi với con thắng chân này nha. Nó cái thằng này cái máy nó như kiểu cái anti nó ồn hơn nha. Cái thằng thắng chân này nè. Cái máy nó hơi ồn hơn nhưng mà cái độ bốc nó chạy cũng cực bốc nha anh em. 110 mà Bentley 110 mà máy zin thì cực bốc rồi. Nó có ganti nó kiểu hơi ồn á. Mấy thằng tay ga đương nhiên là cái nồi tay ga nó hơi ồn, nó hơi lắc ganti á anh em. Nó kiểu như bi nồi á. Nó như anh em đừng so sánh với những thắng tay nha. Nó con này là thắng chân bán 20 triệu. Đắt 27 máy zin. Máy là máy zin nha anh em. Bảo anh em đúng máy zin, ốc tán nè. Đó. Thắng chân nha anh em. Thắng chân bán 20 triệu đúng xe 110 nha anh em. Nè, anh em nhìn nè, máy zin nè. Ngốc nhìn ghê không? Ngốc cốt máy 7 màu luôn anh em. Ồ, máy mình là máy zin nha, bao anh em đúng máy zin nha. Nè, nắp bình xăng nè. Nắp bình xăng bụi kho nè anh em về lấy sumo rửa ra mới cáo. Nó trời ơi, cái nắp bình xăng còn nước sơn gì các kiểu nữa nè. Đẹp ghê không? Bán 20 triệu nha. Giá quá tốt nha anh em. Giá này anh em đừng hỏi giá fit thì bao ship gì không á, bán anh em ship thêm phí, nói chung là con nào xe nào cũng vậy chứ nè. Anh em ship thêm phí, anh em gần thì giá nó phí ship nó rẻ hơn chút. Còn ở xa thì nó cao hơn chút thôi. Ha. Giá xe thì em bán lúc nào cũng công khai anh em. Con này bán 20 triệu nha. Con này đựng cái có bao tay sưởi ấm nè anh em. Còn bao tay sưởi ấm nữa nè. Đây, em nổ máy luôn. Happy nha. Thằng 110 là đề phóng luôn nha anh em. 110 không có đề từ nha. 110 này là đề phóng không à. Chỉ có 50 nó có đề từ anh em. Đó. Nè anh em nhìn nghe cái máy nha, kiểu ganti nó lắc hơi nha. Tại vì cái nồi mấy con Bentley này máy nó lớn lên anh em, cái nồi to đùng luôn. Nó lắc hơi nha. Nhưng mà lên ga chạy cực bốc nha anh em, mạnh lắm. Máy là bao anh em, máy zin bao mạnh nha. Đó. Vỏ đẹp, vỏ chiếc sao đẹp nha anh em. Ốc tán nè. Con này 20 triệu về anh em tải hàng quá đồ quá ok nè. Máy mạnh gợt nè. Anh em lên ga nè, chở nó chạy luôn. Order 17.000 mấy. Nè, mấy ông nội Bentley chuyên gia nó bị này nè anh em. Kiểu mấy cái gài á, nút gài của nó.
là 17 ngàn mấy nha anh em, xi nhan. Tay xe ấm, test tay xe ấm lục nè. Tay xe ấm còn hoạt động ok nha. Bật lỡ lên đèn nha anh em. Xi nhan. Xi nhan. Đèn trước. Rồi, chức là full chức năng rồi. Điện đèn còi xi nhan đầy đủ, công tơ đầu mét còn ok hết nha anh em. Vỏ sao cũng còn khá nha nè, vỏ sao cũng còn khá đẹp, nói chung vỏ chiếc sao ok, máy zin, thằng thắng chân nữa, thắng gì nữa nè, nằm đây là nó gài lỡ, nó gài sao ta, nó cái đầu gài bên đây nè, gài cái thắng chân khóa xe nè, có bao tay là bao nóng luôn nha anh em, còn nóng ok nha. Máy 110 này mạnh lắm, nó xài cái nồi lớn. Ba ga to đùng luôn em, ba ga này theo nhớ như sao này ha. Chở được hai cái thùng bia đó anh em. Bia là hai thùng. Này về mình tải đồ rồi phát sấy con bà bảy luôn, bán 20 triệu, bán thanh lý 20 triệu. Đó, 20 triệu nha anh em, bao anh em máy zin nha, đến nơi máy zin trả xe về em đi, máy cục máy còn 7 màu luôn mà còn gì nữa này nè, đúng không nè, con này garanti nó hơi lắc nữa. Cái nồi bởi vì cái nồi nó quá lớn rồi nè, nó nồi lớn rồi nhưng mà ra kéo mượt lắm nha, kéo im rằng luôn đó. Anh em nào khoái dán cơ bắp đồ nè thì dứt con này về chơi đập là lạ đồ chơi nè. Bản màu trắng đen nhựa này trắng zin nha, bao tay sưởi ấm. Đó, rồi anh em nào quan tâm về cái dòng Honda Bentley 110 con này thắng chân nha nè, đó thắng chân bản màu trắng đen ha, đó con này nó có bị cắn ở đây nè, bị cắn ở đây nhưng mà đã xử lý rồi nghe nè, đó có sao quay vậy cho anh em ha, đã xử lý rồi, đó máy là bao anh em máy zin, con này đát 2017 bản màu trắng đen, đó bao anh em đúng chắc máy zin ha. Anh em nào quan tâm thì cứ call hoặc kết bạn Zalo số điện thoại em nghe nè. Giá em bán công khai con này là 20 triệu nha. Anh em ship thêm phí giùm em ha. Rồi, quan tâm thì call em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video luôn. Giá này thì không chơi nữa thì chơi giá nào anh em, về tới hàng quá là bao đâm luôn nha. Rồi, cảm ơn anh em.